Đây là Phạm Đức Hiệp, 28 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình. Hiệp cùng ba đồng hương khác là Nguyễn Ngọc Lâm, 28 tuổi, Đào Văn Hùng, 46 tuổi và Hoàng Văn Phi, 44 tuổi, đã rời quê Ninh Bình vào tỉnh Tây Ninh làm nghề cho vay lãi nặng với lãi suất tiền nóng và tiền góp từ 125% đến 720% một năm. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giữ hình sự Điệp, Lâm, Hùng. Riêng Phi được tại ngoại để điều tra. Trước đó vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11, tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an thị xã Hòa Thành bắt quả tăng điệp đang thu tiền lãi của một người dân trên địa bàn huyện Châu Thành. Tăng vật gồm 24 triệu đồng tiền mặt và sổ ghi chép cho vay nặng lãi. Qua điều tra nhanh, công an đã bắt khẩn cấp Hùng Lâm và Phi. Khám xét nơi ở của các đối tượng tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, gồm 139,4 triệu đồng, nhiều tờ rơi có nội dung cho vay trả góp, 6 thẻ ATM các loại, nhiều giấy ghi nợ. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng đầu năm 2018, Điệp lấy Tiên Dũng cùng với Lâm Phi và Hùng bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để việc cho vay thuận lợi và có nhiều người tìm đến vay tiền của mình, Điệp in ấn nhiều tờ rơi có nội dung cho vay trả góp cùng số điện thoại của mình. Sau đó Điệp cho phát tán số tờ rơi trên các tuyến đường thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành Tính đến khi bị bắt, Điệp đã cho vay trên 100 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Qua xác minh, công an làm việc được với 6 người vay tiền, riêng Điệp đã thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Việc cho vay lãi nặng của Điệp hoạt động dưới hai hình thức chính là vay tiền nóng còn gọi là tiền đứng với lãi suất 180% đến 720% một năm và vay trả góp với lãi nặng là 125% một năm. Để đảm bảo việc thu lãi, những ngày này thu giữ các loại giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất của người vay tiền hàng ngày họ tìm đến nhà hoặc điểm hẹn để thu tiền lãi của người vay tiền còn những ai không có khả năng chi trả họ sẽ khủng bố tinh thần bằng nhiều cách và dọa đánh